Bé nước nghiêng phà. Rồi xe cút lại quay tiếp tục cho các bạn xem con Sumi H260 nữa các bạn. Thì cái cần 3 khúc nha. 3 ti 3 khúc nha các bạn. Phà chạy mấy trăm mới khai trương 2 ngày nay. Clip trước mình cũng có quay cho bạn xem đó. Đi gấp tắc lẻ gạo 10.000. Để lấy cái xuống sâu kìa. Xe này thì nó cũng còn chạy cặp bánh nhựa nha bạn. Lấy sâu rồi kìa. Cần này có 12 mét nha các bạn. Đầy gào, đầy gào không? Xe này nghe anh tài xế nói là mới lấy về nước ngoài về luôn các bạn, mới nhập bên Nhật gì đó. Xe này đi gấp rất lẻ, rất là gọn.
được không?